Lúc nãy chúng ta sẽ test ở chỗ này địa chỉ của chúng ta. Phía trên là IP. IP thì thầy chỉ ghi cái phần là địa chỉ này là lớp A. Thì thầy chỉ phân tích cái ốc cơ đầu tiên thôi. Còn ốc cơ thứ 3, 2, 3, 4 thì nó là 001. À, mình không có cần phân tích cái này. À, địa chỉ của máy 1 mình đặt là 125.0.0.1. Địa chỉ của máy 2 là 126.0.0.1. Thì với cái subnet mask mà 255.255.0.0.0 thì hai cái máy này không nhìn thấy nhau. Được chưa? Chỗ này thầy có ghi vừa địa chỉ ở thập phân, vừa địa chỉ ở nhị phân để các bạn dễ thấy thôi. Chứ subnet mask của nó sẽ là 255.0.0.0. Mình có IP, mình có subnet mask. Nhiệm vụ của subnet mask là nó sẽ quyết định cái IP này sử dụng địa chỉ mạng nào. Nếu hai máy mật cùng một địa chỉ mạng thì sẽ pin thấy nhau. Mình chưa nói đến router nha, mình nói là hai mạng bình thường, hai máy bình thường thông qua switch thôi. Như vậy chỗ này mình sẽ dùng phương pháp AND từng bit. Như vậy mình sẽ có địa chỉ mạng ở đây là gì? 1 AND với 1. Ở đây tất cả là bit 1. Thì khi mình 1 AND 1 là ra 1. 0 AND 1 ra 0. Cho nên nếu mà trong trường hợp này mà 255 thì địa chỉ mạng của chúng ta sau khi các bạn AND xong thì nó ra đúng địa chỉ này. À, nó ra đúng địa chỉ này. Chỗ này là chúng ta sẽ Ctrl C, no. Ctrl C, Ctrl V. Rồi, nó ra đúng địa chỉ này. Rồi, cái này, chỗ này là tất cả bit 0. Mà AND với địa chỉ này thì có phải là nó ra 00 không? Như vậy đây là địa chỉ mạng nè. Địa chỉ mạng của chúng ta chỗ này là 125.0.0.0. Tương tự như vậy, chỗ này toàn bit 1. Chỗ này toàn bit 1. Thì sau khi AND xong thì nó ra chỗ này là 1226, bởi vì nguyên tất cả các bit này nó xuống đây. Địa chỉ. Như vậy đây là địa chỉ mạng. Rồi, đây là một địa chỉ mạng. Đây là địa chỉ mạng. Các bạn nhìn thấy hai địa chỉ này giống nhau không? Giống không? Giống không? Ở trên là 125 dưới 126 mà. Đúng không? Chỗ này là 01, chỗ này là 10 mà. Đâu có giống đâu. Rồi. Tương tự, bây giờ mình dùng phương pháp AND từng bit. Thì chỗ này địa chỉ subnet mask của mình để là 252. 252 thì thầy sẽ ghi ra ở dạng nhị phân nó như thế này. Nha. Và mình AND từng bit. Như vậy chỗ này nếu mà 252 chỗ này 1 AND 0 ra. Ra. Ra 0 chứ. 1 AND 0 ra 0. 1 AND 0 ra 0. 1 AND 0 ra. Ra 0. Đúng không? Như vậy thì sau khi mà mình AND xong á, có phải là hai bit cuối này nó đổi thành 00 không? Rồi, như vậy chỗ này của chúng ta, chỗ này của chúng ta địa chỉ mạng nó như thế này. Và lúc này của mình đó, địa chỉ nó sẽ như thế. Và chỗ này mình sẽ dùng một cái hàm là bin to date để mình coi thử cái địa chỉ này là mấy. 124.0.0.0. Tương tự như vậy, chỗ này AND từng bit. AND từng bit. 0 AND 0 ra 0. 1 AND 0 ra 0. Và những bit phía trước này là toàn bit 1, cho nên nó giữ lại là 01111 đến đây. À, như vậy thì sau khi mình AND xong, nó
giống y chang như ở trên, đúng không? Và lúc này địa chỉ mạng của chúng ta, địa chỉ mạng của chúng ta và hai địa chỉ này đó, hai địa chỉ này giống nhau không? À, hai IP mà cùng địa chỉ mạng, tức là cùng mạng, thì sẽ nhìn thấy nhau. Còn hai IP này khác mạng cho nên không nhìn thấy nhau. Như vậy subnet mask nó quyết định. Được chưa? IP thì mình đặt hai lúc đầu và lúc sau giống nhau, không có gì thay đổi hết. Nhưng mình thay đổi subnet mask một cái, à, thì địa chỉ mạng nó sẽ thay đổi theo. Và khi mình đổi thành là 252 thì địa chỉ mạng là 124.0.0. Còn nếu mình để là 255 thì địa chỉ mạng của nó là 125. Bài này 125, này 126. Cái này 124.124. Ha, như vậy lý do tại sao mà hai IP nhìn thấy nhau là do subnet mask quyết định. Nếu như mà nó end từng bit với subnet mask mà nó cho ra địa chỉ mạng giống nhau, tức cùng mạng, thì thấy nhau. Sau này ở đây là mình đang sử dụng là của phần net ID. Bài tiếp theo chúng ta sử dụng host ID thì chúng ta sẽ chia mạng con ra, chia mạng con. Cái này là mình đang ghép nè. Hai mạng không nhìn thấy nhau, hai mạng bình thường normal của nó là không thấy. Mình ghép lại thành một mạng chung. Thấy. Thì buổi hôm sau chúng ta sử dụng kỹ thuật cho phần host ID thì lúc này mình sẽ chia mạng con ra. Còn cái này là mình đang ghép mạng lại. Từ hai mạng mình ghép thành một mạng là 124, 125, 126, mình ghép thành 124. Được ha? Như vậy cái này là ghép từ một cái mạng nhỏ mình ghép thành mạng lớn hơn. Còn hôm sau mình sẽ lấy là gì? Từ một cái mạng lớn mình chia nó thành mạng nhỏ. Đó, thì tùy theo cái bài toán. Giả sử trong cái mạng của các bạn mà bình thường mạng lớp C thì mình dùng tối đa được bao nhiêu máy? Một địa chỉ mạng lớp C. Bao nhiêu IP nào? Máy Huy? 256, 2 mũ 8 là 256, trừ địa chỉ đầu, trừ địa chỉ cuối, thì 2 mũ 8, nếu mà lớp C, phần hot là 8 bit, thì mình có 256, 2 mũ 8 là 256, nhưng mà toàn bit 0 là mình đã dùng để đây mà địa chỉ mạng rồi nè, à, toàn bit 1 cũng không xài, ha. À. Cho nên nó chỉ còn lại là 254 máy. Nhưng mà giả sử mình muốn một cái mạng nó gọn hơn, 50 máy thôi, thì mình sẽ chia cái mạng đó ra thành nhiều mạng con và mình dùng cái địa chỉ mạng con thôi. Đó là nội dung của cái bài mà subnet. Còn cái này là super. Cái bài chúng ta đang làm là super, là ghép mạng. Còn subnet, cái kia là supernet. Super là lớn lên, còn sub là chia nhỏ ra. Subnet.